Mình mến chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay thì mình đến với công ty chuyên bán máy cày nông nghiệp. Chuyên bán máy cày Thái các bạn. Máy cày nhập khẩu. Phụ tùng liên hợp các loại. Đó. Đây các bạn. Đây là cái biển hiệu của công ty bán máy các bạn. Kubota Thái Lan, Thanh Tùng, số 57, quốc lộ 91, An Châu, huyện Châu Thành, An Giang, số điện thoại đây các bạn. Đó thì mình sẽ vô đây, mình sẽ khám phá cái cửa hàng này để cho các bạn và mọi người cùng xem, ai có nhu cầu mua cái con máy gì thì liên lạc vào đây các bạn. Đó thì đây cũng có là Kubota 4508. Anh ông chú đang thử máy cày. Chào chú anh ơi. Máy này là toàn bộ là máy Thái Lan hết trơn các bạn. Hôm nay còn lại có 4 con máy mà qua anh Đạt. Máy giờ nó không có cho hải quan qua cửa khẩu. Dạ. Cho nên là mình đi đường biển thôi. Dạ. Nha, hơi đã quá. Khách đang lấy chiếc 47. Dạ, khách này đang lấy chiếc 47 này ha. Chiếc này ra nhiêu anh? Mùa dịch thì nó không có máy nhưng mình bán cũng không có lên giá, cũng giữ giá cũ thì thấp thôi. Dạ, yeah, cũng được. 250 mấy ha. Này ảnh đang ra con máy này. Cái giá là 250 mấy các bạn. Đang là 44708 Kubota Thái Lan. Nó gỡ rồi cabo lên cho coi. Ồ, máy trong cái nước sơn quá trời cái trả. Bóng thứ anh ha. Bóng máy. Bóng máy. Máy trực chuyển thì nó không phải máy của dân cho nên mình không có dò sới hay la mũi gì theo á, mà mình về thì máy trùng diễn số lượng máy nó có ít hơn so với máy của dân. Máy dân thì có nhiều máy, còn trùng diễn thì nó khoảng nó sẽ có 1-2 chiếc. Dạ. Đây là mình xin nói sơ các bạn được biết là máy này là máy trình diễn ở bên Thái Lan các bạn. Đây là anh gọi chia sẻ. Bấm hới là ra con máy này là 250 mấy anh ha. 250 mấy. Đó, là 4708. Nó là không có gì cho các bạn, không có dần sớ, không có gì hết. Là vậy đó. Đó. Giờ mình xin nói giới thiệu thêm các bạn được biết con máy này. Con này cũng ra con máy đó anh á. Dạ, nó cũng anh. Ồ, vậy là có con này khác à? Con này 4018. Đó. Con 4018 này với con đó là con nào mắc hơn anh? Con này thì nó máy mới, nó sẽ mắc hơn. Mắc hơn ha? 300 mấy. Ồ, con máy này quá đẹp con máy. Máy mới, mới thùng mà. Dạ. Máy này 300 mấy anh ha. Nó 40 mã lực thôi nhưng mà tất cả các thiết kế nó là như 5018, từ cái đèn tới cực mắt của nó tới đèn led. Dạ. Tiếng lùi đồng tóc. Thì thiết kế của nó là nhìn y gan như là con 5018 luôn. Dạ. Nó có công suất mã lực nó 40 thôi. Dạ. Thứ hai nữa là cái chiều ngang kích thước của cái đùi á nó hẹp hơn. Dạ. Cái đùi của nó hẹp hơn ha. Sao đùi? Dạ. Này nó có 40 mã lực anh ha. Thích hợp ở những cái đồng cũng như là mình xài cho đồng nhà nè. Dạ. Không thì là xài như là cái ruộng ít như ngoài Bắc đã thường hay tính bằng xào. Dạ. Không, ở miền Nam mình thì có những cái vùng như là lên luống, như là trồng khoai lang ở Vĩnh Long, hoặc là những cái chỗ mà lên luống trồng khóm ở Tiền Giang hay là ở Sóc Trăng người ta trồng củ hành. Gọn nhẹ anh ha. Gọn nhẹ đi luống giữa hàng hoặc là trồng mía. Dạ. Dạ. Đa số là những cái dòng nhỏ. Dạ, dòng nhỏ. Xài quá tiện lợi, nó nhẹ nhàng anh ha. Máy này quá đẹp các bạn, 40 mã lực các bạn. Có giá thành là 300 mấy các bạn. 300 mấy. Kubota còn nhờ hai con máy này là Kubota trình diễn Thái Lan. Dạ.
ông chú này đang coi máy để mua các bạn. Rất đẹp. Đồ bữa nay cửa hàng trống rất là nhiều. Coi chưa? Tại vì cửa hầm. Covid-19 nhập khẩu gì không được anh á? Chưa có mở cửa khẩu. Dạ. Bên Thái Lan thì hiện tại họ đang bạo động bên đó cho nên là họ nó bất ổn về chính trị. Dạ, bất ổn. Thứ hai nữa là về cửa khẩu thì mình không có mở cửa. Dạ. Việt Nam thì hiện tại giờ đường bay nó cũng cho đi bay ra chứ không cho bay vào. Dạ. Có thêm một số máy cái cuộn gom các bạn. Đó. Cuộn gom 850. À, cái cuộn gom 850 này bữa hổm anh nói nhiều quên nè anh. 46 triệu ha. Có về mấy cái động cơ của Kubota nè. À. Mấy động cơ này là mới nhập khẩu về luôn container về luôn á. Ờ, cái động cơ Kubota này mới nhập khẩu từ công máy gặt DC60. À, máy gặt 60 ha. À, DC70. DC70. Còn là DC95 trên đó ha. Mình còn cái cửa hàng ở dưới cầu Cái Dung á. Cửa hàng dưới là chuyên bán động cơ không. Ở Cái Dung anh hả? Cầu Cái Dung. Cầu Cái Dung dạ. Có tổng cộng 5 cửa hàng. Dạ. Đây các bạn thì mình xin giới thiệu cho bạn được tham khảo thêm là một số máy gặt. Cô Bùa Thái. Nó thì cái đầu máy gặt. Cái đầu máy này thì mình bán trợ giá bao nhiêu anh ha? Cái xe 70 á thì khoảng tầm 40 trở lại. Nó 42 triệu đô là 42-43. Cỡ như máy này là 4 mấy triệu ha, 42-43 triệu ha. Rồi. 60 tầm 3 mấy. Cái này có đều có trục bô hết anh ha. Thì các bạn những con máy như thế này là cửa hàng này bán là cỡ 42 triệu. 42-43 triệu. Đây là máy này là máy Kubota 60. Đây là Kubota 70. Đó. Có đó thì đó các bạn. Đây cũng có máy cắt sử dụng qua tay luôn các bạn. Đó. Máy cắt Kubota là 105X. Đấy. Ở đây có còn 4.5-8 này các bạn. 4.5-8 này còn mới tên Thanh Tùng, Kubota Thanh Tùng. Đó thì muốn mua thì mình liên lạc vào cửa hàng các bạn. Kubota này cũng có Thái luôn. Ở đây thì người ta cũng có bán trả góp nữa các bạn. Đó. Thì ở đây cũng có một số dàn giới nữa nè các bạn. À, giờ sớ nè. Giờ sớ này giá cỡ 1m9 quá. 1m9 đó các bạn. Giờ này giờ sớ của ai thì không biết nữa. Đó, đây cũng có giờ sớ hãng luôn nè các bạn. 1m75 nè. 75 này chắc cứ 4 mấy triệu quá. Đây cũng có dàn sơ hãng. À, mình quay cho các bạn tham khảo thôi, còn muốn mua gì thì đi làm cho cửa hàng các bạn. Khá nhiều. Hôm nay thì do dịch nên không có còn mấy chiếc ở trong cửa hàng của mình. Đó, mình chỉ quay được mấy chiếc thôi. Như cái dàn chớ này nhiêu tiền anh? Dàn này của Thái ha. Của Thái. Mới về nè, mới thùng 4508 đó là nó sót kho bệnh bên Thái chưa về. Dạ. Mà này khách lấy rồi thì mai giao. Dạ. Cho nên là coi trước thôi. Coi cho các bạn tham khảo rồi ha, có bán rồi ha. 4.500 này là hàng này nó bị đứt hàng lâu rồi. À, 4.500 này là nhiêu tiền anh Tùng? 290 nè. 290 nè. Đây các bạn mình chia sẻ cho quay cho các bạn xem là con máy Kubota Kubota 4508. Là 4508 là có giá 290 nè các bạn. Quá đẹp. Máy này đẹp lắm các bạn.
chính. Các bạn có máy, máy cài quá trời đẹp. Quá đẹp các bạn. 295 quá đẹp. Cái máy này, con máy này hiếm cực kỳ luôn anh ạ. Đứt hàng. Nhìn nó đã rồi chứ.